Trưa 28 tháng 4, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ lật xe khách khiến 4 người bị thương. Vào thời điểm trên, tài xế Bùi Công Tê, 51 tuổi, trú thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Hải, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 34B009, chở 25 hành khách lưu thông theo hướng Con Tum, Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ bị lật nghiêng bên đường. Sự cố khiến 4 hành khách trên xe bị thương, hàng chục hành khách một phen hoảng hốt là hết thấp thành. Sau tai nạn, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, kính xe vỡ nát. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các hành khách bị thương đi điều trị. Hành khách trên xe được bố trí sang xe khác để tiếp tục hành trình.